Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi mình chúc các bạn có một ngày mới an lành nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình lại quay lại cái cây hai cái nhánh sứ mà mình dâm từ nhánh đó các bạn. Đó, mình thấy nó đẹp đó, nó nhiều cho tàn nhiều tược cái mình dâm nhánh xong cái nó lên được một thời gian cái nó lớn đó các bạn, xong mình nhổ lên. Mình không biết nghĩ sao cái mình chưa có cái ý tưởng là mình ghép nó lại hai nhánh lại với nhau này các bạn. Hôm nay là mình trồng lại được một thời gian, mình ghép nó cũng được 5-6 tháng gì rồi không biết nữa, không nhớ. Còn cái dây gút này là mình cũng thay nó như 2 lần rồi, nó chật quá nó siết, xong mình vẫn tiếp tục mình giữ, của cái dây gút này mình giữ nó cho đến ngày hôm nay nó lại siết nữa nè các bạn. Mà cái chậu mình trồng cái chậu nhỏ xíu à, mà hôm nay nó cứng chậu luôn rồi. Đó, thì hôm nay mình sẽ đem ra đây. Đó, mình tháo cái dây gút luôn các bạn này rồi mình sang chậu cho nó. Đó, các bạn thấy mà cái cây mình ghép lại với nhau mà giờ nó dính với nhau rồi nha các bạn. Mà giờ nó ra một cái dáng cũng độc đáo lắm các bạn. Nhìn cũng đẹp ghê. Đó, nếu mình có muốn có cây đẹp thì mình có cái ý tưởng nha các bạn nhé. Cái ý tưởng rồi cây chắc nó đang bị nhện rồi các bạn ơi. Hôm qua hôm nay mình thấy lá nó rụng quá chừng luôn. Thì hôm nay mình sang chậu cho nó xong rồi mình xịt nhện cho nó luôn. Đó, mình phải có cái ý tưởng. Đó, mình nhìn sao cây sứ nó đẹp thì bắt đầu có ý tưởng thì mình làm nha các bạn. Thì hôm nay giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái dây này nha. Cái này từ từ mình cắt. Bây giờ mình sang chậu cho nó đi. Này thấy nó có củ rồi các bạn, nay nó cứng hết nè. Chậu nó cứng rồi. Đó. Cây này chắc mình cũng ghép. Mình ghép 5-6 tháng gì mình cũng không nhớ các bạn. Thì hôm nay là tới lúc mà mình cập nhật lại cho các bạn xem. Trời hôm nay mưa, muốn mưa rồi. Những cái cây sứ mà mình muốn sang chậu mà mình không có xử lý rễ nó các bạn. Ủa, mày bị nhện rồi. Lá vàng rụng quá chừng. Có mấy cái lá mà nó cứ vàng vậy là mình đụng vô nó rụng là bị nhện nha các bạn nhé. Còn nó vẫn nó vàng mà mình đây nè. Đó, nó vàng là mình đụng vô nè. Nhẹ là nó rụng là nó bị nhện đó. Còn nếu mà nó vàng rồi mà nó yếu yếu trên cây mà mình nắm mình kéo mạnh nó còn dính dính ở trên cây thì cái đó là coi chừng lại bộ rễ nha các bạn. Đó, thì những cây mình muốn sang chậu để cho nó vẫn tiếp tục phát triển, nó không bị mất sức đó, thì các bạn cứ cắt nước cho nó khô khô đi. Thì lúc mà mình sang chậu mình vỗ vỗ vậy nè, thế mình có nhẹ nhẹ cái là nó ra nguyên bầu luôn các bạn. Đó, bạn thấy không? Cái này ở đó mình lót cái miếng lưới nè, giờ thì kệ nó dơ các bạn ơi, mình không có lót lưới nữa, lót lưới cái rễ nó ra nó cứ ăn vô cái lưới không à, lúc mình nhổ lên nó dính phải xử lý nó mệt quá. Nay mình trồng nó ra cái chậu bông xoài này nè. Đó, mình cũng đôn nó lên chút cho nó lòi cái bộ củ nó ra rồi đem xuống chân cũng được các bạn, nhìn đem xuống dưới nhà để cho nó đẹp các bạn. Cây này cũng đẹp lắm. Thế thì mấy cái cây mà mình sang chậu mình để nguyên bầu của nó mà mình không xả tàn á thì mình cứ vô phân cho nó luôn nha các bạn nhé. Đó, mình cho một lớp phân hữu cơ vào đây luôn. Thường những cây mà xử lý rễ rồi mình trồng lại thì mình không có vô phân ngay đâu. Mình để trồng lại bao giờ nó phát triển khỏe rồi mình kích thích chồi rễ nó xong xuôi nó lên ngon lành thì lúc đó mình mới bón dặm mà phân này cho nó. Còn những cái cây mà mình sang nguyên chậu bầu vậy nè thì mình vô phân cho nó luôn các bạn. Đó, phân hữu cơ.
rễ của nó nóng ăn xuống tới đáy chậu rồi nè. Đó. Những cái chất trồng cũ thì mình bơi nó ra bớt nha các bạn. Đó, bỏ bớt chất trồng cũ đi. Mình thêm cái chất trồng mới tơi xốp vô cho nó nha. Mình các bạn thấy nè. Chất trồng của nó giờ nó muốn thành đất rồi. Thì cái này nếu mà mình để mà trời mưa nó sẽ bị lèn đất đó, nó giữ nước ghê lắm, nó dễ bị thúi rễ lắm các bạn. Đó, thấy không? Bóp nó thành đất luôn. Thì giờ mình sẽ thay vô cái chất trồng mà tơi xốp vào cho nó nha các bạn nhé. Bỏ bớt đất chất trồng ngoài đi. Chỉnh sửa cho nó ngay ngắn. Mấy cái cây mà mình trồng vô cái chậu nhỏ vậy nè, thì nói chung là mình cũng ép rễ nó các bạn, nó không có được rễ nó không có được phát triển khỏe như mấy cái cây khác đâu. Nhìn cũng đẹp lắm các bạn ơi, những cái rễ này chắc mình phải cắt bỏ đi nè. Mà chưa đâu, cứ để từ từ đi. Cái này mà trồng một thời gian nó lớn nữa các bạn, mình vô cái chậu sành mà giống như chậu bằng hình chữ nhật đó, hoặc là chậu xoài cũng được. Đó, cũng đẹp lắm nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình chỉ có bung bỏ bớt chất trồng nó ra, mình thêm chất trồng mới thôi, thì cây nó vẫn phát triển bình thường nha các bạn. Cái rễ này đáng nhẽ ra là mình cắt bỏ các bạn, nhưng mà không đâu, mình sẽ be nó, mình nuôi tiếp các bạn. Đó, mai mốt mà ra cái chậu mà để trưng lên làm cây đi, cây đẹp rồi á, thì lúc đó mình mới đôn cái củ nó lên rồi mình mới để bỏ những cái rễ xung quanh này đi nha các bạn nhé. Đó, cái chậu này là chậu xoài. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ đôn nó lên lại tiếp nữa không? Rồi xong rồi nè các bạn, thì cái này thì mình sang chậu cái cách như vậy, thì mình để cả tàn lá nó nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ tưới luôn, cái này mình sẽ pha kích rễ mình tưới cho nó luôn được. Mình cần thiết chưa tưới ngay cũng được, để ngày mai tưới thì các bạn, để 1-2 ngày sau tưới, tại vì cái chất trồng của nó vẫn còn ẩm dữ lắm, cho nên không sao đâu, để cho nó thích nghi từ từ đi. Rồi 2 ngày sau mình tưới, còn hoặc là tưới luôn cũng được, không sao các bạn nhé. Nó không phải là cái cây xử lý rễ cho nên tàn tược nó có rồi, cho nên mình tưới cũng không sao đâu. Mà chỉ có mình ngừa cái là sợ trong lúc mình sang á, những cái rễ nhỏ nó có sợ nó bị tổn thương á các bạn, rồi mình tưới ngay sợ nó cũng nguy hiểm cho cây, cho nên mình để 2-3 ngày đi mình tưới, trong khi đó cái chất trồng nó vẫn ẩm là không có sao đâu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái này ra cho các bạn xem coi. Đó, hôm nay là nó làm sao rồi nha các bạn nhé. Mình ghép đây đây chỗ nữa nè. Nó siết luôn rồi các bạn. Nó dính luôn rồi nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ không có cột dặn nó nữa. Thì nó cũng được không biết là 5-6 tháng hay 6-7 tháng gì rồi á, thì hôm nay là nó đã dính cứng luôn rồi.
Đó, trên này là các bạn thấy nó liền lại luôn không? Ở dưới đây nữa nè. Đó, mình đẩy thấy nó ăn chắc rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ pha, mình sẽ xịt cái ấy cho nó các bạn, là nó trong cái mùa mưa này nè, bọ trĩ nhện đỏ với nấm mốc nó hay tấn công lắm. Những cái cây mà có hoa như vậy là nó hấn lên như các bạn, nước nó vô nó hay bị thối, nó hay bị thối từ trên ngọn nó thối xuống lắm, mà cũng có thể nấm bệnh nó tấn công đó các bạn, rồi nó sẽ làm héo lắm, nó làm như nấm nó ăn vô cái lá nè, rồi mưa nước mưa xuống bắt đầu là nó sẽ làm cho thối nhũn cái lá, bắt đầu nó ăn vô cái thân như các bạn nhé. Thì những cái cây mà tại những cái nhánh mà tại sao nó thối từ thân đó chứ không phải thối đọt là do là nấm bệnh nha các bạn nhé. Nấm bệnh nó ăn vô cái lá xong rồi trời mưa xuống nó làm nhũn lá, nó bắt đầu nó ăn vô cái thân, nó ăn vô cái thân rồi á là mình không chứa, không để ý là không chứa kịp đâu, nó sẽ từ từ nó ăn vô, nó ăn rất lẹ luôn, nó chạy chỉ tới đâu là nó hư tới đó. Cho nên mỗi lần nó bị như vậy mà mình có xử lý cái vết mà nó bị nhúng thúi ở trên ngọn hoặc là thân đó, thì mình phải cắt cho đến khi nào mà nó trắng luôn nha các bạn nhé, thì nó mới không sao. Chứ còn mình cắt mà thấy nó vẫn còn thâm thâm chấm 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 đen đen đó, là nó vẫn còn chạy, còn cái mầm bệnh của nó chạy tới đó rồi đó. Mình mà để thì qua ngày hôm sau thì các bạn coi đi, nó lại thúi tiếp, mà nó thúi từ từ. Mình cứ chả thà như mình cắt thẳng một phát một nó còn có lý hơn, mình cứ ngày ngày nào mình coi thấy nó thúi mình cứ cắt, mình thấy nó được rồi thì mình lại thôi, cái để qua hôm sau lại thúi, thúi từ từ cái nó vô tới thân luôn, là lúc đó bỏ cái cây luôn đó các bạn. Đó thì mình trong cái mùa mưa này mình có chơi bông thì mình phải để ý mỗi ngày nha các bạn nhé, tại vì nó thúi lè lắm, mình quên đi 2 3 ngày mình ra mình coi nó thúi la liệt luôn. Vừa rồi mình cũng xử lý nhiều cái ngọn nó bị thúi đó, thì mình cắt nó, cắt đi nó tiếc lắm các bạn, nhưng mà bắt buộc phải cắt, nếu mà không cắt thì cũng không được. Rồi thì hôm nay mình cũng cập nhật lại cái cây sứ mà mình ghép nè các bạn. Đó các bạn thấy là đẹp không, cũng da dáng sứ lắm nha các bạn nha. Đó tuy em cánh đơn thôi nhưng mà tại mình thấy đẹp thì mình cũng tiếc là mình cũng tạo ra cho nó một cái cây sứ giống như cây sứ bonsai các bạn. Đó thì mình chơi cây sứ nó mới đẹp nha các bạn nhé. Đó mình cũng ghép lại nó dính rồi, thì hôm nay mình cũng cập nhật lại cái bếp ghép cho các bạn xem. Đó nó dính cứng ngắc luôn rồi. Rồi clip dài quá rồi, mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình á. Rồi mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn. Đây mình có cây sứ củ quái đẹp lắm các bạn ạ. Hoa tới 4 5 lớp gì nè. 1 2 3 5 lớp các bạn, mà đứng bông. Bông to ghê, đẹp ghê. Nè, củ quái sứ hạt. Mình thấy trời mưa mình sợ để ở ngoài nó bị thối các bạn. Mưa nước mưa nó vô đấy nó dễ bị thối lắm, cho nên cứ nắng thì mình đưa ra, mưa là mình phải đưa vô những cái cây sứ mà nó có hoa đẹp đó. Rồi mình chào tất cả các bạn nha.